Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với TNC Channel. Nếu như mà mọi người đang có trong tay khoảng 40x triệu, cụ thể là 46 hoặc là 47 triệu thì lúc này chắc chắn là anh em sẽ muốn mua những chiếc laptop và phải nói là nó tối ưu nhất có thể, đúng không? Đôi khi là cũng không cần tối ưu lắm mà anh em có thể là sẽ quan tâm đến những cái thứ nó bề ngoài hơn một chút, kiểu như là thiết kế nó ấn tượng hơn này, khả năng tùy biến này, rồi thì khả năng thể hiện cá tính của anh em nó tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng lại có những anh em lại muốn tối ưu, tối đa vào mặt hiệu năng, hiệu suất. Vậy thì lúc này anh em sẽ lựa chọn như thế nào? Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em hai mẫu laptop mà có thể nói là sẽ được chia thành hai trường phái, mà bất ngờ thay hai mẫu laptop này lại đều có một cùng khoảng giá là 46 hoặc là 47 triệu. Nói chung là trong khoảng 47 triệu thì anh em sẽ chọn chiếc nào? Vâng, có thể anh em sẽ nói là thích cái nào thì chọn cái đấy. Nhìn cái nào đẹp hơn? Tùy theo sở thích mỗi người, đúng không? Ừ, có thể là như vậy. Tuy nhiên thì video này sẽ mang đến cho anh em những thông tin bên ngoài đó nữa, bên cạnh đó nữa. Mình sẽ đưa ra những thông tin kiểu như là màn hình này, hiệu năng này, khả năng làm mát này, để chúng ta có được một cái nhìn mà nó trực quan nhất có thể, để giúp anh em có thể lựa chọn được đâu sẽ là sản phẩm mà mình sẽ lựa chọn nhá. Và cụ thể thì hai sản phẩm này đó chính là chiếc Asus ROG Zephyrus G14 và Strix SK15. Bắt đầu video thôi. Để nói về hai mẫu laptop này thì có lẽ là mình đều đã có những video để review riêng em nó rồi, cho nên là mình sẽ không nói lại những cái quá cơ bản đấy nữa. Chúng ta hãy cùng nhìn qua về thiết kế đi. 14, 15. Ngay từ cái tên đã nói lên tất cả về kích thước của hai chiếc laptop này rồi. Một chiếc có màn hình 14 inch, một chiếc là 15,6 inch. Vậy thì cái sự chênh lệch về màn hình này đã nói lên được khá là nhiều về nhu cầu của anh em rồi, đúng không? Nếu như mà chúng ta cần một chiếc laptop nhỏ gọn, mạnh mẽ, mang đi mang lại, 14 inch đủ để làm việc và cũng đủ để anh em có thể gaming. Về nhà anh em có thể gập nó lại và cắm nó ra một chiếc màn hình rời và chúng ta có thể gaming như một chiếc desktop vậy. Còn 15 inch thì sao? Chúng ta sẽ có không gian lớn hơn, anh em có thể làm được nhiều thứ hơn, không chỉ là gaming nữa. Anh em có thể dựng video, anh em có thể làm ảnh, làm phim, làm bất kỳ thứ gì anh em muốn với một chiếc laptop có hiệu năng mạnh như thế này. Cả hai chiếc này thì mình sẽ chia sẻ qua về thông số phần cứng nhé. Về phần cứng thì nó cũng khá tương đồng với nhau. Cả hai đều sử dụng Ryzen 9, tuy nhiên thì SK15 sẽ sử dụng Ryzen 9 5900HX, còn với cả Zephyrus G14 thì sẽ sử dụng con CPU là AMD Ryzen 9 5900HS. HS và HX thì cũng có sự chênh lệch đấy, tuy nhiên thì không nhiều đâu. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đến sâu hơn vào yếu tố này sau. Bên cạnh cái sự khác nhau xíu xíu về CPU ra thì chúng ta sẽ có một sự khác nhau khá lớn về lượng RAM đang được gắn sẵn. Với chiếc SK15 thì anh em sẽ có 16GB RAM, tuy nhiên thì với G14 anh em lại có tới 32GB RAM gắn sẵn. Vậy thì về ổ cứng thì sao? Ổ cứng được gắn sẵn trong hai chiếc laptop này cũng lại tương đồng với nhau, đều là dung lượng 1TB và đang được chia sẵn thành một phân vùng thôi. Nếu anh em muốn, anh em có thể chia thêm phân vùng khác để dữ liệu hay là game. Còn hiện tại thì đang được chia sẵn thành một phân vùng. Tuy nhiên thì còn một điểm giống nhau nữa cơ. Anh em biết là gì không? Đó là card đồ họa. Cả hai chiếc laptop này đều sử dụng card đồ họa, đó là Nvidia RTX 3060 laptop. Vâng, khác nhau một chút về CPU, khác nhau gấp đôi về RAM, ổ cứng bằng nhau, card đồ họa giống nhau. Vậy thì điểm khác nhau nằm ở đâu nữa? Rồi, bây giờ chúng ta lại gạt bỏ cái sự gọi là phần cứng, hiệu năng ra. Chúng ta lại đi đến cái gọi là trải nghiệm sử dụng thực tế nhé. Để nói về trải nghiệm sử dụng thực tế thì lướt nhanh qua về thiết kế nhé. Mặt A này, anh em thấy không? Logo ROG rất là to ở đây. Con mắt rất ấn tượng, rất lớn. G14 thì sao? Chúng ta không có con mắt nào ở đây cả. Nhưng chúng ta có màn hình Anime, Animation Magic Me. Đấy, thì cái màn hình này sẽ giúp anh em hiển thị được rất nhiều thứ ấn tượng và thú vị. Nó cũng thể hiện cá tính rất là tốt. Và chiếc laptop này cũng thể hiện cá tính rất tốt với logo RGB. Thậm chí cá tính hơn nữa khi mà anh em có thể thay thế cái miếng này ở cạnh này. Đó, anh em có thể thay thành những màu khác nhau, hoặc thậm chí anh em có thể tự in 3D, tự thiết kế ra những cái miếng chặn ở gáy như này theo cái phong cách của bản thân anh em. Rất ấn tượng, tùy biến không kém gì chiếc này, mặc dù là nó sẽ hơi mất công một chút. Chiếc này thì nó sẽ có sự thuận tiện khi mà rất nhiều cổng kết nối được đưa về đằng sau, kèm theo đó là hai khe thoát gió tản nhiệt rất lớn ở hai bên này. Hệ thống tản nhiệt của chiếc laptop SK15 này cũng như là của rất nhiều mẫu laptop gaming đến từ Asus, mình cũng đã có một video riêng rồi, anh em cũng có thể xem lại bằng cách bấm vào đường link dưới phần mô tả video hoặc là chữ Y trên đầu mình chạy ra nhé. Đây, cái sự đưa cổng kết nối ra cạnh gáy này sẽ giúp cho anh em gọn gàng hơn rất nhiều nếu anh em set up trên bàn. Chúng ta có cổng sạc
cổng mạng LAN RJ45, cổng HDMI, cổng đây là cổng USB Type-C, SS20 và nó hỗ trợ xuất hình ảnh chuẩn DisplayPort nữa, và chúng ta có thêm một cổng USB SN5 đúng không? Cạnh phải chúng ta sẽ không có cổng kết nối nào cả, duy nhất chỉ có cái chìa khóa Keystone mà thôi. Ở cạnh trái thì anh em sẽ có thêm hai cổng USB Type-A và một cổng 3.5mm nữa. Như vậy là nếu như mà anh em là game thủ và chúng ta mang laptop đi lại, sau đó khi về đến nhà anh em hoàn toàn có thể đặt nó lên bàn và cắm các dây kết nối này vào luôn xuống dưới ra màn hình, một setup rất là gọn gàng cho một game thủ đúng không? Và đó là về các cổng kết nối, về thiết kế bên ngoài. Mặt B thì chúng ta có màn hình 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, tần số quét là 300Hz. 300Hz nha, 300Hz nha anh em lưu ý và ghi nhớ cái thông số này. Bên cạnh đó anh em sẽ có một mặt C với bàn phím rất rộng rãi, được lược bỏ đi hàng phím số và thay vào đó hàng phím số sẽ được tích hợp vào trackpad. Trackpad thì có kích thước rất là lớn, anh em có thể thoải mái sử dụng nó một cách cực kỳ dễ dàng. Và trackpad này có thể chuyển đổi qua cái chế độ là bàn phím số bằng cái phím Num Lock ở góc trên này, anh em nhấn giữ là để kích hoạt hoặc là tắt cái phím Num Lock đấy đi. Cũng tương đối tiện, chúng ta có những nút tăng giảm âm lượng, tắt mic và nút quạt ở trên cạnh trên này, nút gọi Amri Create nữa. Nói chung là đây là một chiếc bàn phím mà mình thấy có layout tối ưu tận răng cho game thủ rồi. Ngoài ra thì nó còn thể hiện cá tính ở hàng đèn LED RGB chạy dọc, không phải dọc đâu mà chạy vòng quanh nó. Thậm chí là ở phần dưới cái gáy màn hình này nó cũng có LED RGB luôn. Nó hát xuống một cách rất tinh tế. Đó, RGB rất nhiều. Còn quay sang chiếc G14 thì sao? Trải nghiệm sử dụng của anh em nếu như mà setup trên bàn thì nó sẽ không được tối ưu bằng chiếc SK15. Bởi vì sao? Nó sử dụng cái bản lề Ergolift chứ không phải là sử dụng cái đường vi cắt như là chiếc SK15 này. Ergolift nghĩa là sao? Khi mà anh em mở màn hình lên, đó anh em thấy đấy, là nó sẽ nhấc toàn bộ thân máy chúng ta thêm một góc bao nhiêu độ đấy mình không nhớ nữa, nhưng mà đại khái nó nhấc lên và giúp cho cái phần airflow ở dưới đáy này nó được rộng hơn rất là nhiều, thoáng hơn rất là nhiều. Anh em sẽ thấy là chúng ta có rất nhiều khe hút gió tản nhiệt ở bên dưới này. Khe thoát gió tản nhiệt thì chúng ta sẽ có hai cạnh bên đó, và thổi ra cả hai cạnh gáy này nhưng mà thổi lên trên màn hình nữa. Kiểu sấy màn hình này chắc là để kiến nó khỏi bò lên mà. Nhưng mà nhược điểm của cái bản lề Ergolift này là sao anh em biết không? Đó là chúng ta sẽ khó có thể set up được cái dây ra đằng gáy này cho nó gọn gàng. Chúng ta sẽ buộc phải cắm vào hai cạnh bên, trông khá là tù. Tuy nhiên thì mình thấy là với một cái kích thước nhỏ gọn như này thì mình, cá nhân mình nhé, mình hay sử dụng nó ở những nơi mà không phải là bàn làm việc. Ví dụ như là mình có thể thoải mái, mặc dù là không khuyến khích để lên đùi nhé, hơi nóng đùi, nhưng mà chúng ta có thể ngồi rất là thoải mái với một kích thước nhỏ gọn như này. Thiết kế của nó cũng rất mỏng nữa. Cổng kết nối được đưa hết về hai cạnh bên. Chúng ta có bên trái là cổng sạc, cổng HDMI, cổng SS10 USB Type-C. À quên, con này cũng là SS10 nhé, không phải 20 vừa nãy mình nhìn nhầm. SS10 USB Type-C và chuẩn DisplayPort qua cổng USB Type-C này luôn. Có nghĩa anh em có thể xuất được hai cái màn hình qua cái hai cái cổng này, HDMI và DisplayPort Type-C. Chúng ta có cổng 3.5mm cho mic và tai nghe nữa. Ở cạnh phải anh em có thêm hai cổng USB 3.2 tốc độ 5GB/s và một cổng Type-C nữa cũng là chuẩn SS10 USB 3.2 Gen 2. Tiếp theo nữa về bàn phím, màn hình đã nhé. Về màn hình trên chiếc Zephyrus G14 thì sao? Mặc dù nó không sở hữu tần số quét kinh khủng khiếp lên tới 300Hz như là SK15, nhưng nó lại sở hữu độ phân giải 2K. 2K cùng tần số quét là 120Hz. Với độ phân giải 2K này thì RTX 3060 laptop ở trên chiếc laptop này vẫn có thể giúp anh em trải nghiệm mượt mà hầu như tất cả mọi tựa game phổ biến hiện nay. Dĩ nhiên nếu như mà game AAA và quá nặng đi chăng nữa thì có lẽ là nó sẽ hơi đuối một chút. Bởi vì là cái dung lượng VRAM của nó cũng không phải là quá thoải mái để anh em có thể gọi là gaming ở độ phân giải cao với một mức FPS khủng khiếp. Nhưng mà với tấm nền 2K này thì anh em cũng có thể làm được nhiều thứ hơn. Mặc dù nhược điểm của nó là kích thước màn hình thu nhỏ lại, nhưng với độ phân giải 2K thì độ chi tiết nó lại cao hơn. Và nếu như anh em để cái chế độ hiển thị ở trong Windows ấy, nó là scale 100% chứ không phải là 150% như là nhà sản xuất họ đang recommend. Đây, mình chuyển về 100%, ngay lập tức mọi thứ nhỏ lại. Thì cái này nó sẽ lại phù hợp nếu như mà anh em làm dựng video ấy, cái không gian làm việc chúng ta nó lại gấp đôi, gần như là gấp đôi chiếc màn hình này, chiếc màn hình trên con SK15. Mặc dù nhược điểm là nó sẽ bị thu nhỏ lại, nhưng mà không gian tổng thể nó lại rộng hơn. Thì nói chung là cũng kiểu 1 9 1 10 ấy. Tiếp theo chúng ta lại đến với bàn phím. Bàn phím thì lại có một nhược điểm nữa so với SK15, đó là chúng ta không có bàn phím số. Lần này là không có thật luôn, chứ không phải là giấu ở trackpad làm gì cả. Trackpad con này không có bàn phím số luôn. Không có, bàn phím không có. Nhưng mà đổi lại thì cái bàn phím cảm giác gõ này
không kém gì K15. Tuy nhiên nó không có đèn LED RGB, vừa nãy mình quên nói. Con này có đèn nền bàn phím RGB, nhưng con này thì nó chỉ là đèn nền trắng mà thôi. Về những cái phím chức năng như là tăng giảm âm lượng này, hay là tắt mic này, và gọi Armory Grade, thì nó cũng tương tự với SK15, không khác gì cả. Vì dù sao nó cũng là thuộc dòng ROG, chuyên gaming đến từ Asus. Nút nguồn ở đây không có gì để gọi là so sánh một cách quá là khắt khe hay là gắt gao cả. Tuy nhiên thì chiếc này nó lại có một cái ưu điểm hơn so với con SK15. Anh em biết là gì không? Mặt A cả hai con đều là kim loại rồi, nhưng con này mặt C nó chỉ là nhựa mà thôi, thậm chí là nhựa hơi pha cách một chút, đó là hơi trong suốt để anh em có thể nhìn thấy linh kiện bên dưới. Nhưng với chiếc này thì mặt C của nó cũng là hợp kim nhôm. Với hộp kim nhôm này thì anh em sẽ sờ rất là mát tay. Lúc cắm sạc thì mình thấy là dò điện, nhưng mà nó không nhiều đâu, không đến nỗi là khiến cho anh em khó chịu. Nó chỉ hơi giật, không phải giật điện mà là hơi kiểu tê kim, giống kiểu anh em tì lên một cái bề mặt gì đấy mà nó hơi rất là khó tả. Anh em biết mà đúng không, anh em nào sờ rồi thì biết, nhưng mà nó không quá nhiều, nó chỉ hơi một chút xíu thôi. Thì thật ra là mình thấy là nó cũng khó mà tránh được lắm. Hầu như là mẫu laptop nào mình chưa thấy một con laptop nào, hoặc là ít nhất là do mình ít trải nghiệm laptop, nhưng mà cá nhân mình chưa thấy con nào mà kim loại toàn bộ mà sờ không dò điện. Trừ khi anh em nhà lát sàn gỗ, hay là anh em nối đất hệ thống điện gia đình, thì cái đấy là nó là chuyện khác. Nhưng mà có một điểm nữa là khiến cho con laptop này mình thấy nó hay nhá, là chúng ta có hai cái loa hướng lên trên, hướng thẳng lên mặt chúng ta, và trải nghiệm âm thanh ở trên G14 phải nói là thật sự tốt, và mình rất thích loa ngoài trên chiếc laptop này. Nó không quá to, nhưng mà độ chi tiết cũng như là cái giải bass, giải âm trầm của nó, mình hoàn toàn có thể phân biệt được với những giải khác, chứ nó không bị tiêu biến hoàn toàn. Đó là những cái điểm lợi chiếc này. Tuy nhiên trackpad hơi nhỏ, để làm việc thì lại hơi tù tú một chút. Hơi kiểu paradox này, hơi kiểu đá nhau ấy. Con này thì mình thấy gaming sẽ rất ngon, nhưng trackpad lại rất to. Con này mình thấy là vừa mang đi mang lại, vừa gaming vừa làm việc, ok. Nhưng trackpad lại hơi nhỏ. Không sao, dù sao chúng ta cũng dùng trò rời hết. Mặt D thì có lẽ là không còn gì để nói nữa rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái hút gió tản nhiệt này, fit này. Vẫn có hai lỗ thoát hơi cho loa nhé. Đây là nơi mà cái giải âm trầm của nó phát ra và đập xuống bàn rội lên tay chúng ta, nghe rất đã. Nói chung nhìn tổng thể thì hai chiếc laptop này mang lại cho anh em những cảm giác có vẻ như người làm việc đôi khi chơi game, còn đây là người chơi game đôi khi làm việc, đúng không? Vậy thì toàn bộ cái đoạn từ đầu video đến giờ khá dài rồi, mới chỉ làm rõ được một cái vấn đề rất nhỏ thôi. Đấy là về thiết kế thì sẽ phù hợp với những anh em như thế nào và phong cách ra làm sao. Vậy thì bây giờ sẽ đến cái phần mà sẽ giúp anh em đưa ra được sự lựa chọn, đó là hiệu năng của hai chiếc laptop này sẽ ra làm sao. Ok. Và đầu tiên đến với phần test về hiệu năng cũng như là các thông số mà có thể anh em sẽ quan tâm, thì chúng ta sẽ đến với một cái bài test rất là nhanh của mình. Đó là chạy Fermat để stress test con GPU cũng như là Cinebench R23 trong vòng 30 phút. Thì đây là cái kết quả mà chúng ta đạt được. Ở phía trên này sẽ là cái đồ thị về nhiệt độ, còn bên dưới sẽ là điện năng tiêu thụ. Thì anh em sẽ thấy đường màu đỏ là của CPU và đường màu xanh lá cây là của GPU. Đó là con RTX 3060 và CPU là Ryzen 9 5900HX. Con Ryzen 9 5900HX này ở trên laptop Asus ROG Strix K15 thì sẽ có một cái màn thể hiện rất ấn tượng như anh em có thể thấy đây. Đây là cái nhiệt độ của nó nhé. Thật ra thì về nhiệt độ, con CPU này nó một con CPU rất là mạnh, và điện năng tiêu thụ của nó đây, như anh em thấy là nó peak đoạn đầu nó nhảy lên tới 79W peak ngay đoạn đầu này. Sau đó anh em thấy cái đoạn nó drop một phát này không? Thật ra thì cái đoạn này nó giải thích đơn giản, đấy là lúc mà cái hệ thống làm mát của chiếc laptop này nó kick in, nó bắt đầu rú lên thì mọi thứ nó lại tiếp tục quay trở lại như cũ này, sau đó chạy tiếp như thế này. Thật ra thì cái này, cái hiện tượng này ý, mình nghĩ là không phải lúc nào cũng xảy ra, và anh em thấy là nó rất đều. Hiện tượng tụt áp này nó cứ đều ấy, và nhưng mà đổi lại thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái hiệu năng tổng thể. Tụt áp này chỉ xảy ra khi mà anh em gióng lên đây nhá. Này, ví dụ điểm này anh em gióng lên, đó, nó là cái khoảng lúc mà nhiệt độ nó lên cao quá, nó sụt một phát để cho nó giảm nhiệt. Nhưng mà sau đó bắt đầu từ phút thứ, đây là phút thứ 10 trở đi, thì anh em thấy là có một hiện tượng nó tụt khi mà hệ thống nó nóng quá lâu ấy. Thì mức nhiệt độ ở đây anh em thấy nó lên tới 95 độ C,
95,4 độ C là cái ngưỡng trần của cái hệ thống tản nhiệt của chiếc laptop này rồi. Và chiếc laptop này là một chiếc laptop có hệ thống tản nhiệt cực kỳ tốt nhá. Và mình xin nhắc lại là hệ thống tản nhiệt của Asus họ ứng dụng trên những mẫu laptop gaming thuộc dòng ROG của mình đều là tản nhiệt kim loại lỏng, sử dụng cái kem tản nhiệt kim loại lỏng, không phải là kem nữa mà nó là kim loại lỏng luôn. Và anh em thấy đấy, là nhiệt độ lúc này nó sẽ giữ trung bình rất là tốt ở khoảng 92 độ C. Đó. Khoảng 92 độ C. Nó cứ lên lên xuống xuống như thế này. Và điện năng tiêu thụ của nó đều đều khoảng 55-56W. Đây, trung bình của nó 56W. Thì đoạn này nó là khoảng 55,5 độ C. À, 55,5W. Thì với cái mức tiêu thụ điện năng như thế này trong con CPU thì mình nghĩ là có thể anh em sẽ làm được rất nhiều thứ với chiếc laptop này đấy. À, nhiệt độ thì anh em sẽ thấy. Nhiệt độ GPU nhé, bây giờ chúng ta sẽ nói đến GPU RTX 3060 trên chiếc laptop ROG Strix K15 thể hiện một cái mức tiêu thụ điện năng nó rơi vào trung bình là 114, tuy nhiên thì cái điểm cao của nó lên tới là 133W đây, điểm peak lên là 133W nhưng mà trung bình khá cao. À không, không phải 114, nó phải khoảng 118, gần 120W đây, 120 đây đúng không, nó rất gần 120W luôn. Và nó cứ đều đặn như vậy. Và mức nhiệt độ của con GPU này cũng tương đối ổn, khoảng 88 độ C. Đó. Điểm peak của nó sẽ là 90 độ. Sát 90 này. 90. Đó. Cứ như vậy, cứ như vậy. Và kể cả nếu như mà mình chạy tiếp đến 1 tiếng đồng hồ nữa thì mình tin chắc là cái biểu đồ chúng ta nó vẫn sẽ đều ở cái khoảng này. Đó là về nhiệt độ cũng như điện năng tiêu thụ của Strix K15. Còn với Asus ROG Zephyrus G14 thì anh em có thể nhìn thấy biểu đồ ở đây có một chút sự thay đổi nhá. Mặc dù là con CPU này cũng khá tương đồng với cả con SK15, nó chỉ khác ở chỗ là một con HX, một con HS, số nhân số luồng thì như nhau. Nhưng con HS này thì nó sẽ có mức TDP thấp hơn 10W so với con kia, cụ thể là 35W, còn con kia là 45W. Thì với 35W ấy, anh em thấy ở đây, ở trên này là nhiệt độ, ở dưới này là điện năng tiêu thụ nhá. Ở trên này nhiệt độ là anh em thấy này, CPU màu đỏ, khi mà mình mới bắt đầu chạy stress nó sẽ lên một phát lên 90 độ, lên peak là 90,5 độ này. Sau đó là cái hệ thống làm mát nó kick in, nó bắt đầu làm mát, nó bắt đầu tăng tốc độ quạt lên thì nó kéo xuống và nó sẽ giữ đều ở cái mức nhiệt độ là 78 đến 79 độ C. Đó. Ok, đó là mức nhiệt độ CPU rất an toàn. GPU thì sao? GPU peak lên 78 độ, đây, gần 80 độ. Sau đó nó sẽ làm mát tụt xuống dần. Lúc này thì nhiệt độ trung bình nó là 75, đó, 75 đây, đúng ngang phè 75, anh em thấy không? Có lúc về sau nó sẽ lên khoảng 76, 77 gì đấy. Khoảng 76 độ về cuối. Và mình thấy là cái đường này mình chạy 30 phút thôi. Nhưng mà anh em sẽ thấy là cái đường này nó đang có xu hướng lên dần nhẹ rất nhẹ thôi. Có nghĩa là nếu như mà mình chạy đến khoảng 1 tiếng chẳng hạn thì có thể là nhiệt độ này nó sẽ cao hơn và nó sẽ rơi vào khoảng 80 độ nếu như mình chạy quá lâu. Tiếp theo đó anh em gióng xuống dưới này, anh em sẽ thấy là bảng điện năng tiêu thụ này. Thì con RTX 3060 laptop nó sẽ có khoảng tiêu thụ điện năng từ 60 cho đến 115W. Thì anh em thấy đấy là chiếc laptop chúng ta khóa cứng 60. Anh em thấy cái đường 60 này nó y mà 60 luôn. 60W không nói nhiều. Có thể peak lên một tí là 64-65W. Đó. Còn tiêu thụ điện năng của CPU thì sao? Peak ở trên đầu này lên 60W. Sau đó nó hạ xuống 35W. Cứ 35W mà chơi. Nói chung là con này nó chạy ở đúng cái thông số của nhà sản xuất. Đúng cái TDP của nhà sản xuất đưa ra cho CPU là 35W. Thì ok, tôi chơi 35W. Mặc dù hoàn toàn có thể lên cao hơn. Cả độ họa cũng vậy, nó lên phát là im luôn, anh em thấy đấy. Thì nói chung là đây gọi là khóa sung, khóa điện để cho hệ thống nó không bị quá nóng. Nhưng mà đổi lại cái việc mà tiêu thụ điện năng nó như thế này thì anh em sẽ đạt được cái mức nhiệt độ rất thấp, không quá 80, cả đồ họa thì không quá 75, quanh quẩn ở khoảng như vậy. Và nếu như mà so sánh với cả SK15 thì lát nữa gaming anh em sẽ thấy rõ hơn được cái kết quả. Và điểm số của Cinebench R23 cho Manticore mà anh em thấy ở đây của con G14 nó sẽ là 11.088 điểm.
Còn điểm số Cinebench R23 Manticore ở trên chiếc SK15 là 13.593. Như vậy anh em có thể thấy sự chênh lệch ở đây nó rơi vào khoảng 2.000 điểm. Còn thôi, single core thì test lâu lắm cho nên mình lười, mình thôi mình không test, anh em thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta vào test game thôi. Và đây là tựa game mà chúng ta sẽ test ngày hôm nay. Có lẽ là mình sẽ chỉ test một tựa game thôi để anh em thấy được sự tương quan. Và đây là Cyberpunk 2077 và đây là mức setting mình đang áp dụng cho nó. Và anh em biết rồi đấy, mình thích max setting của Cyberpunk. Max hết lên, DLSS mình để auto nhá. Nhưng mà có lẽ là những cái thông số đấy không quá quan trọng với anh em. Cái mà anh em cần quan tâm ấy là cái hiệu năng mà chiếc laptop này đang hoạt động. Hiện tại thì mới vào game thôi cho nên là các cái chỉ số nó cũng chưa gọi là có được một cái sự ổn định nhất định. Nhưng mà anh em hãy nhìn xem RTX 3060 hiện tại nó đang ăn khoảng trên 120W, khoảng 120W. Đó, có lúc nó peak lên 151W, anh em vừa nhìn thấy không? 151W, nhưng mà đấy là peak thôi. Còn trung bình nó sẽ rơi khoảng 120W, anh em có thể thấy. Nhiệt độ của game này thì mới chạy mà, mới bật lên mà, chưa nói được điều gì. Phải chạy khoảng 15-20 phút, thậm chí là 30 phút như vừa nãy mình chạy Ben test thì anh em mới thấy được. Nhưng mà trước mắt là chúng ta đang có một cái mức TDP rất cao. Bên cạnh đó thì nhiệt độ cũng không đến nỗi là quá tệ, khoảng 78 độ C. 78 độ nếu như mà để nói với một chiếc laptop thì mình không đánh giá nó là nóng, nó hơi ấm ấm thôi. Đặc biệt là nếu như anh em chạy lâu dài thì quan trọng là nó có bị tụt xung hay là tụt áp hay không. Bên cạnh đó thì nhiệt độ của CPU cũng đang khá căng thẳng, 89 độ C. Xung nhịp nó đang chạy khoảng 4.4GHz. Và chiếc laptop này khi mà mình chạy bench test on core ấy, thì nó sẽ lên khoảng 3.6GHz, 3.6, có lúc nó peak lên 4.1. Nhưng mà trung bình nó sẽ là 3.6GHz. Và cái mức tiêu thụ điện năng của nó là khoảng gần sóng trung bình là 55W đấy, và peak lên gần 70W đấy. Đó. Và anh em có thể thấy ở đây khi mà chúng ta gaming thì chúng ta có một mức xung cao hơn. Bởi vì gaming thì nó không ăn quá nhiều nhân, mà nó sẽ tập trung vào xung đơn nhân nhiều hơn. Cho nên anh em sẽ thấy là chúng ta có mức xung tương đối cao, 4.4GHz. Nhiệt độ CPU lúc này đã bắt đầu kéo lên 90 độ C rồi. Và nãy giờ mình vẫn đang nói nhá, mình chưa cắt video. Anh em từ đầu game giờ nó như nào nó là như thế. FPS thì rơi vào khoảng 50. Với mức FPS này, Cyberpunk 2077 max setting trên một chiếc màn hình Full HD, mình nghĩ là anh em có thể trải nghiệm được tựa game này gọi là mắc trải nghiệm đấy. Tức là hình ảnh đẹp này, âm thanh ngon này, công nghệ các thứ là ngập mồm. Và quan trọng là chúng ta có thể mắc được setting. Còn nếu như mà anh em muốn nó mượt hơn thì dĩ nhiên rồi, chúng ta hoàn toàn có thể tinh chỉnh một chút trong setting. Chúng ta sử dụng card RTX mà, tại sao không tận dụng cái công nghệ đến từ RTX đi? DLSS để làm gì? Ultra Performance lên giúp mình. Lúc này thì FPS của chúng ta nó sẽ có sự thay đổi rất đáng kể. Tuy nhiên đổi lại anh em sẽ thấy hình ảnh nó có một chút blurry, nó sẽ hơi mờ mờ đi một chút. Ôi, nhầm đường. Anh em sẽ thấy hình ảnh nó hơi mờ đi, đó là cái hiệu gọi là cái gọi gì nhỉ? Tác dụng phụ của DLSS. Nhưng mà không sao, quan trọng là FPS chúng ta cao hơn mà chúng ta vẫn đang làm max setting. Đó, FPS anh em thấy không? Nó lên đến 80. FPS biểu đồ rất là phẳng, rất đẹp, không có sự tụt. Và anh em hãy nhớ nhá, lúc này khi mà mình bật DLSS max lên thì nhiệt độ của GPU nó đã tăng lên 80 độ C và xung nó khoảng 2GHz. Khá cao. Mức tiêu thụ điện năng vẫn quanh quẩn như vậy, 100 cho đến 120W. Khá ổn cho một chiếc laptop gaming. Nói chung chiếc laptop này để gaming thì có lẽ là rất khó chê rồi, ít nhất là trong cái mức cấu hình mà nó mang lại. Quả game này có quả nhạc game chưa bao giờ khiến mình thất vọng anh em ạ. Và anh em có thể thấy là loa ngoài của chiếc laptop này là cái điểm mà mình cực kỳ yêu thích ở nó. Nhưng mà quan trọng nhất chúng ta đang quan tâm đến là cái hiệu năng đúng không? Và đây là Cyberpunk 2077 với mức setting tương tự như ở trên chiếc SK15 vừa nãy mình có test cho anh em. Tuy nhiên cái sự khác nhau ở chỗ là, đây là setting thì giống nhau rồi nhá. Ok, khác ở chỗ là chiếc laptop này có màn hình 2K 2560 như 1440. Đó, cho nên anh em sẽ thấy là mức FPS chúng ta có một sự gọi là thua kém không hề nhẹ so với cả SK15, khi mà nó chỉ đạt được khoảng 30 FPS cho tựa game Cyberpunk 2077 ở mức độ phân giải là 2K mà thôi. Setting cũng là max nhá. Tuy nhiên thì để có một cái sự công bằng nhất định thì có lẽ là mình sẽ hạ cái độ phân giải này xuống còn là Full HD thôi, và sau đó thì chúng ta sẽ nói chuyện sâu hơn. Đó, ngay khi mà mình hạ độ phân giải thì cái FPS này nó bùng lụa các kiểu các thể loại.
Và đó là FPS ở ngoài menu thôi, còn cái FPS ở trong game thì chúng ta cũng đã thấy cái sự tăng trưởng không hề nhẹ đúng không? Lúc này thì anh em cũng được khoảng trên 40 FPS so với khoảng mức FPS trung bình là 50 ở trên Scar 15 thì chúng ta cũng có một mức FPS tương đối là ổn để anh em có thể trải nghiệm tựa game này. Tuy không phải là quá mướt mắt, không đã con mắt, nhưng mà thế này cũng đã là đủ để anh em có thể trải nghiệm những cái tựa game nó mang tính gọi là kiểu như này, game thế giới mở. Anh em không quá quan trọng cái vấn đề là nó phải quá nhanh, nhiều FPS như là những tựa game bắn súng, góc nhìn thứ nhất, đặc biệt là những tựa game eSports. Tuy nhiên thì anh em hãy cùng mình để ý sang cái mức tiêu thụ điện năng nhá. RTX 3060 ở trên G14 đang ăn khoảng 75 cho đến 80W điện. Đây là một mức tiêu thụ không hề cao một chút nào. Tuy nhiên thì câu trả lời cũng dễ hiểu thôi, bởi vì anh em nhìn xung của con RTX 3060 kìa, nó chỉ khoảng 1.5GHz mà thôi. 1.5GHz, trong khi trên con Scar 15 nó kéo lên đến 2GHz trên 2GHz. Nhiệt độ, lý do để cho cái sự sụt giảm này chính là để bảo vệ chiếc laptop của chúng ta không gặp phải cái mức nhiệt độ nó quá cao. Anh em sẽ thấy là nhiệt độ giật mát 47, ok, nhầm đường tí làm gì căng. Đó, 75 độ C, khoảng 75 độ C. Tiếp theo nữa là CPU thì sao? CPU cũng đang ăn khoảng 50W, 45 cho đến 50W. Xung nhịp thì cũng tương đối cao đấy, xung nhịp rơi vào khoảng 4.3 đến đây. Thôi không đâm vào đấy nữa, nhầm. Quay đầu. Cái nhạc game cute dã man. Weebu đấy, chịu được. Không hiểu là mình đang chơi game Weebu hay là chơi game ngầu lòi các kiểu cyberpunk các thứ nữa. Đó, anh em thấy không? CPU chúng ta xung cũng không phải là quá cao. Nhiệt độ thì cũng khoảng 78 độ C. Rõ ràng nhiệt độ ở trên chiếc laptop này nó thấp hơn hẳn so với Scar 15, thấp hơn hẳn luôn. Nhưng mà đổi lại thì anh em đã phải đánh đổi khá nhiều về cái mức điện năng cũng như là xung nhịp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là cái DLSS nếu được bật lên performance thì nó sẽ như thế nào. Đó, dĩ nhiên rồi, không 60fps thì đúng là vứt đi. Và thậm chí là chúng ta còn được 70fps. Như thế này đã là quá mượt để anh em chơi rồi. Và cái ưu điểm của chiếc laptop này nằm ở chỗ nào anh em biết không? Đấy là mặc dù bật DLSS nhưng mà hình ảnh nó cũng không bị gọi là xấu đi quá nhiều. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta đang có một độ phân giải là 2K, độ phân giải gốc của màn hình này là 2K. Mặc dù mình chơi ở độ phân giải Full HD, thậm chí còn bật DLSS nữa, nhưng mà cái do là nó có nhiều điểm ảnh, cho nên là mình vẫn cảm nhận thấy hình ảnh nó khá là nét, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều như là khi chúng ta bật DLSS Ultra Performance ở trên chiếc laptop với màn hình Full HD đó, Scar 15. Về FPS thì chắc anh em không cần phải lo, bởi vì là đấy, anh em vừa thấy rồi đấy. Combat FPS nó có tụt xuống 70, 60, nhưng mà nhìn chung là vẫn mượt để anh em có thể quẩy Cyberpunk 2077. Và đó là có thể là tất cả, bởi vì mình thấy là mình vẫn còn có một số chi tiết, một số yếu tố mình chưa so sánh, chưa đưa ra vào cái video này. Nhưng mà bởi vì video cũng khá dài rồi, cho nên là hy vọng là vẫn giúp cho anh em có thể nhìn ra được cái nhu cầu của mình cũng như là cái mong muốn của mình sẽ lựa chọn chiếc laptop nào trong hai mẫu này. Vậy thì Scar 15 hay là G14, anh em chọn chiếc nào? Với cá nhân mình nhá, nếu như mình cần một chiếc laptop linh hoạt, nhỏ gọn, mát mẻ nhưng vẫn mạnh mẽ để mình có thể làm được những cái việc hàng ngày của mình, ví dụ như là mình làm content, mình làm video, mình dựng video này, mình cần mang đi mang lại nhưng nó vẫn thể hiện được cá tính, thì đó chính là chiếc G14. Mình sẽ chọn nó bởi vì thực sự là nó rất mát, mặc dù chúng ta phải đánh đổi ở cái việc là cái chiếc laptop này linh kiện của nó đã bị khóa một chút về điện năng tiêu thụ cũng như là xung nhịp, cho nên là anh em sẽ thấy là cảm giác hơi bị thọt một tí. Nhưng mà đổi lại nhá, chúng ta có gì? Chúng ta có màn hình Animation Magic, một chiếc màn hình rất ấn tượng, thể hiện được cá tính chúng ta. Bên cạnh đó là anh em có thể thỏa sức sáng tạo với nó. Nói chung nhìn vào chiếc này, người ta thấy biết ngay anh em là dân sáng tạo rồi. Bên cạnh đó chúng ta có màn hình 2K.
Mặc dù tần số quét chỉ là 120Hz thôi, nhưng mà màn hình 2K sẽ giúp cho mình có được những cái lợi thế rất lớn trong cái công việc hàng ngày, và nó cũng đã mắt hơn nữa. Thứ ba là loa của nó rất hay, loa của nó hay. Và thứ tư là pin của nó trâu. Vâng, nếu như mà mình sử dụng với pin, mình dùng những cái tác vụ văn phòng đơn giản nhẹ nhàng thì nó sẽ tồn tại với mình rất lâu. Đó là cái điều mà mình đã được trải nghiệm ở trên G14. Trước đây mình đã review nó rồi. Nó cũng có build khá chắc chắn và cũng rất gọn gàng và trông cũng thân thiện, đúng không? Trông nó không quá hầm hố, rất cứng cáp. Nhưng nếu như anh em cần hiệu năng, thứ anh em cần là hiệu năng và thể hiện cá tính nữa, thì SK15 hoàn toàn có thể đáp ứng được cho anh em. Với những công nghệ rất thú vị, ví dụ như là Keystone này, giúp anh em có thể làm được những cái trò vui vui. Bên cạnh đó là chúng ta có gì? RGB ở khắp mọi nơi, RGB ở logo, RGB ở bản lề luôn, RGB ở cạnh trái, cạnh phải và viền đằng trước. Rồi thì bàn phím RGB, nhìn là đã thấy phong cách rồi. Rồi thì cái bàn phím này cũng mang lại cảm giác gõ rất hay. Anh em gõ nghe clicky như kiểu bàn phím Blue Switch luôn. Đó. Rồi thì màn hình tần số quét tới 300Hz, viền siêu mỏng. Tất cả những cái đó nói lên anh em là một game thủ, anh em là một tay chơi hiệu năng. Nếu anh em cần hiệu năng, anh em cần trải nghiệm gaming, anh em cần thể hiện cá tính thì SK15. Anh em cần thể hiện sự sáng tạo, thể hiện được cái cũng cá tính. Và đôi khi anh em gaming thì hãy chọn G14. Vâng. Và đó là tất cả những cái ý kiến mà mình muốn đưa ra cho anh em để giúp anh em có thể lựa chọn được SK15 hay G14. Cả hai mẫu laptop này đều đang có mức giá rất hấp dẫn tại TNC Store, đi kèm theo đó là rất nhiều những phần quà khuyến mại đi kèm cực kỳ hay ho và thú vị. Anh em hãy tìm hiểu kỹ hơn bằng cách bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì video quá dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.